Có một bài ca không bao giờ quên. Tôi chẳng phục bình. Chuyên vừa về xong. Có một bài ca không bao giờ quên. Là lời mẹ ru con đêm đêm. Không trực tiếp chiến đấu nhưng mà vận tải hàng. Vận tải hàng trong những cái đêm đó là gặp thủy từ trường thủy lôi. Gặp từ trường thủy lôi coi như là đi 10 đồng chí nhưng mà hy sinh là chỉ còn 2 đồng chí bị thương, là có lẽ cái tuổi mày đã cao nhưng mà vẫn là nhớ về đồng đội, thăm đồng đội, có lẽ lần này nó không biết lần nào được về nữa, cho nên thấy bồi hồi xúc động. Phải đây được sống trở về với gia đình, với quê hương là quý. Hôm nay đến đây thăm nhà cũng cảm động. Ấy nhớ bao nhiêu đồng đội của mình hy sinh ở đây. Hôm nay là gia đình anh em con cháu tôi cũng đã tìm được phần mộ an nghỉ của anh trai tôi nằm tại đây rồi. Anh trai tôi đi năm 19 như vậy là 65, thế mà tôi thì như vậy là đến năm như vậy là 71 là tôi đi, thế mà như vậy đến năm như vậy là 81 là tôi mới về. Thế về thì như vậy là anh trai tôi năm 1976 là anh hy sinh. Thế là anh em là từ đó là từ đại khái là từ khi mà anh bắt đầu nhập ngũ giờ là anh em không gặp nhau. Mà đến bây giờ là như vậy là mới nhận được cái phần mộ ở đây. Thế thì như vậy cũng là một cái điều rất may mắn, cũng nhân tiện một chuyến đi. Mà chỗ này là chỗ tình cảm anh em trong gia đình xa cách bao nhiêu năm, mấy chục năm.